Đi ô tô mặc áo đóng thùng ra vẻ sang chảnh nhưng đột nhập phòng trọ hút tài sản người lao động. Hôm nay ngày 13 tháng 3, Công an phường 25 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa tiếp nhận đơn trình báo của chị NTT sống ở khu nhà trọ trên đường Ung Văn Khiêm về việc bị một người đàn ông đi ô tô xông vào phòng trọ cướp máy tính xách tay. Theo hình ảnh từ camera an ninh khu nhà trọ, người đàn ông ngồi trong xe ô tô, chờ có người thuê trọ mở cổng thì mở cửa xe bước xuống, một tay bỏ túi quần, một tay cầm điện thoại giả vờ xem, rồi đi thẳng vào bên trong khu nhà trọ. Khoảng 10 phút sau, người này chạy ra mở cổng, trên tay ôm chiếc máy tính xách tay. Khi ra được bên ngoài, người này vẫy tay ra hiệu cho lái xe, rồi nhanh chóng mở cửa lên ô tô bỏ trốn. Trao đổi với truyền thông, chị T cho biết, khoảng 17 giờ 30 phút chiều ngày 11 tháng 3, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng tay ngắn, quần tây xông vào phòng trọ, liên tục miệng chửi bới với nội dung trả tiền đây. Tôi và người chị của mình hốt hoảng không hiểu chuyện gì xảy ra, liền la lớn và gọi cho chủ phòng trọ. Thấy người đàn ông có hành động bỏ hai tay vào bọc giống như chuẩn bị cầm dao, nên tôi và người chị chạy trốn vào nhà vệ sinh khóa chốt cửa lại. Khi tôi cùng chị trốn trong nhà vệ sinh, người đàn ông đập phá cửa phòng vệ sinh. Tôi cùng chị cố chặn cửa phòng lại, chờ chủ nhà trọ đến. Khi chủ trọ đến nơi thì người đàn ông cũng đã rời đi, tay ôm máy tính xách tay của tôi lên ô tô, chị T kể. Theo chị T, chị không có mâu thuẫn hay nợ đần gì với bất cứ ai. Sau khi bị mất đồ, chị đã trình báo công an phường 25 quận Bình Thạnh. Tuy nhiên, một cán bộ công an phường này giải thích lòng vòng về hành vi của trộm và cướp, không xuống xác minh mà hướng dẫn chị T lên phường để trình báo lại sự việc. Còn bạn thấy sao về pha giả danh sang chảnh nhưng lại là tên cướp của đối tượng táo tợn này? Bình luận cho chúng tôi biết đi nha. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức trích xuất camera đáng chú ý trong ngày. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.